Thưa quý vị, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2023 tiếp tục có đổi mới, đạt được kết quả tích cực khi giải quyết kịp thời 81,7% vụ việc khiếu nại, 86,3% vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền. Bên cạnh kết quả đạt được, trong phiên thảo luận sáng nay, các đại biểu cho rằng cần tiếp tục rà soát giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng phức tạp kéo dài, tập trung giải quyết dứt điểm đúng pháp luật các vụ việc mới phát sinh ngay từ cấp cơ sở. Năm 2023, số lượng công dân đến các cơ quan của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội tăng 2.040 lượt người, tăng 1.615 vụ việc. Số lượng công dân đến cơ quan hành chính nhà nước khiếu nại tố cáo, kiến nghị tăng 37,7%, tăng 33,3% số vụ việc và tăng 27,2% so với năm trước. Từ thực trạng này, để công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo đạt hiệu quả, các đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan có liên quan cần nâng cao chất lượng công, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác tiếp công dân khiếu nại tố cáo, chú trọng bố trí đủ nguồn lực để nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác này. Phải làm rõ những cái giải pháp trọng tâm, then chốt và mang tính đột phá cần thực hiện ngay, những cái giải pháp cơ bản lâu dài, chú trọng giải pháp về hoàn thiện thể chế pháp luật, tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật, và đồng thời là cũng phải xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo để hoạt động trái pháp luật. Đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương tăng cường phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật đến toàn thể nhân dân để mỗi người dân nắm bắt được các quy định của pháp luật, đặc biệt là chính sách pháp luật liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công dân trong khiếu nại tố cáo. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, thời gian qua, Thanh tra Chính phủ đã tích cực phối hợp với các bộ ngành chức năng địa phương tiến hành rà soát, phân loại, giải quyết cụ thể 1.003 vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng kéo dài. Các địa phương rà soát, phân loại, giải quyết 856 trong tổng số 1.003 vụ việc, đạt 85,3%. Về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, về tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo, Tổng Thanh tra Chính phủ cũng thừa nhận hiệu quả công tác này chưa cao. Trong thời gian tới, Thanh tra Chính phủ cùng với các bộ ngành địa phương tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, đầu tư nâng cấp, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo để góp phần phân định rõ trong việc báo cáo các loại đơn theo thẩm quyền giải quyết. Thảo luận ở hội trường chiều nay về dự án luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi, các đại biểu cho rằng việc sửa đổi luật là cần thiết nhằm thể chế hóa hiến pháp năm 2013. Các quan điểm chủ trương của đảng về cải cách tư pháp, đảm bảo tính tổng thể đồng bộ, liên thông giữa đổi mới lập pháp, cải cách hành chính với cải cách tư pháp, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.